Chào mừng quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Con Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Con Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Con Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo tử vi tiết lộ, thời gian tới, Canh Thân 1980, nữ mạng, do ở hiền gặp lành, trời Phật thương tình mà ban lộc lớn, đổi đời giàu sang phú quý năm 2024. Đôi khi gió nhẹ thoảng qua, đảo lộn cuộc sống khiến ta buồn lòng, dòng đời vẫn đục khơi trong, ai ai cũng muốn cầu mong an lành. Nỗi buồn có ngọn có ngành, mỗi cây mỗi quả tươi xanh tùy người. Tốt duyên vui vẻ tươi cười, xấu duyên cay đắng dã rời tâm can. Nhiều lúc một mình khóc than, tiếc cho duyên kiếp gian nan sự đời. Khổ đau chẳng nói nên lời, chôn vùi thầm kín kêu trời thấu trăng. Nhân quả phán xét công bằng, luật trời định số biết rằng khó qua. Nhưng đời ai muốn xót xa, cầu mong an lạc đó là đương nhiên. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Tử Vi ngày hôm nay. Tử Vi nguyện cho quý cô bác anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, phúc viên mãn. Lời đầu tiên, đội ngũ biên tập chương trình xin được gửi lời cảm ơn tới quý vị cô bác đã luôn động viên và đồng hành cùng Tử Vi trong suốt thời gian vừa qua. Thưa quý vị cô bác, người xưa có câu, ở hiền gặp lành, hiền lương sinh phú quý, quả thật không sai. Trên thực tế, mỗi người sinh ra đã được an bài một số mệnh riêng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tính cách của mỗi người cũng quyết định phần nào cho số phận của họ. Có người tuy không được sinh ra trong gia đình đầy đủ, sung túc, nhưng nhờ sở hữu tính cách tuyệt vời mà trong cuộc sống gặp được nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ. Ít nhiều khi gặp những điều khó khăn, không chỉ như vậy mà họ còn luôn kiên trì nỗ lực mỗi ngày để đạt được thành công. Và theo luận giải mới nhất của giới tiên tri tử vi, cuộc đời tuổi Canh Thân, sinh năm 1980 nữ mệnh, từ khi sinh ra đã mang trong mình nhiều phẩm chất tốt đẹp, Canh Thân thông minh, thật thà, bao dung và yêu thương mọi người. Nhưng lòng tốt của họ lại luôn bị kẻ khác vùi dập, người khinh kẻ ghét, phải chịu nhiều đắng cay, buồn tủi và thậm chí là những khổ nạn từ người khác mang lại. Nhưng bước sang năm 2024 này chính là thời khắc định mệnh, đổi vận giàu sang, làm nên một kiếp đắc tài phú quý của bản mệnh. Chỉ cần nghe được điều này là lội ngược dòng thành công, trúng quả giàu to, hết khổ, sạch nợ, bao nhiêu vất vả, nghèo khó khi xưa sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhà rộng, xe sang, con cái thành đạt, cuộc sống sung túc, 10 phân vẹn 10. Vậy để biết được vận trình tuổi Canh Thân, sinh năm 1980 nữ mạng sẽ diễn ra như thế nào trong năm 2024 này? Vận trình có điều gì cần chú ý để gặt hái thêm nhiều thành quả như ý? Xin mời quý cô bác anh chị cùng theo dõi và lắng nghe nội dung. Thời gian tới, Canh Thân 1980, nữ mạng, do ở hiền gặp lành, trời Phật thương tình mà ban lộc lớn, đổi đời giàu sang phú quý năm 2024. 1. Thông tin đặt trước phân biệt người tuổi Canh Thân, sinh năm 1980 nữ mệnh, Canh Thân 1980 hay còn gọi là thực quả chi hầu, khi ăn quả. Nữ cung Tốn Mộc, thuộc Đông Tứ Mệnh, năm sinh dương lịch từ 16 tháng 2 năm 1980 đến mùng 4 tháng 2 năm 1981, mệnh thạch lựu mộc, cây lựu đá, khắc bích thượng thổ, con nhà Thanh Đế cô quạnh, cuộc đời được ông quan đế độ mạng, thiên can, canh, tương hợp, ất, tương hình, sát, bình địa chi, thân, tam hợp, thân, tí, thìn, tứ hành xung, dần, thân, tị, hợi, canh thân với nạp mờ hành mộc, do can can kim, ghép với chi thân, kim, can và chi có cùng hành kim, thuộc lứa tuổi có căn bản, năng lực thực tài, ít gặp trở ngại trên đường đời, từ tiền vận đến trung vận, canh thân có nhiều kim tính trong tuổi, khí kim vượng, hay suy thiếu chất hỏa kiềm chế các bộ phận như phổi, ruột, mũi,
dễ có vấn đề khi lớn tuổi, nên lưu ý từ thời trẻ về già đỡ bận tâm. Canh thân có đầy đủ hai tính chất của can, canh cứng rắn, sắc sảo, nhạy bén, độc đoán, thích tự lập, ít chịu khuất phục, chi thân gan dạ, ưa mạo hiểm, thông minh, năng động, cá tính, ngoan cường, bất khuất, thiên bẩm. Lãnh đạo và chỉ huy có nhiều tài năng, thường là nhà phát minh, nhà ngôn ngữ học, coi trọng danh dự, tính tình phóng khoáng, rộng rãi, gan dạ, đa mưu túc trí. Tuổi canh thân có thiên can mang chữ canh, có các sao thái dương, vũ khúc, thiên đồng, thái mở và tương hóa, với thái dương và hóa lộc. Với những người tuổi canh thân, nếu có người cha tài giỏi, có sự nghiệp lớn, thì đó là chỗ dựa vững chắc của tuổi canh thân sau này. Còn nếu tự thân vận động, làm việc có tính cách độc lập thì tài lộc cũng sẽ tăng nhanh, và có tâm lành, ý thiện thì sự nghiệp ngày càng bền vững. Nhờ có phúc tinh thiên đồng hóa khoa, làm việc ở môi trường có nhiều nam thích hợp hơn. Người nữ, phụ nữ tuổi canh thân là người năng động, khó ngồi yên một nơi, lúc nào cũng muốn hoạt động cả tay, chân lẫn đầu óc. Nếu có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, dễ trở thành người nổi danh trong các lĩnh vực khoa học nhân văn, ngôn ngữ học, phát minh. Họ là người thông minh, ứng xử nhanh nhẹn, nắm bắt cơ hội kịp thời và biết khai thác, rất dễ thành công trong sự nghiệp. Khuyết điểm chính của người canh thân đó là thiếu người thân tình, hợp tác vì ít ai chịu đựng nổi tính tự hào, tự kiêu và nhiều tham vọng của người này. Những người này khi làm việc tập trung rất cao độ, không ai có thể làm phiền hay ngắt quãng. Đặc biệt, họ rất ghét những người thường xuyên nhờ cậy, gặp khó khăn nhỏ đã không thể giải quyết được, bởi tuổi canh thân là những người độc lập, không muốn dựa dẫm vào ai và cũng không muốn người khác quá ỷ lại vào mình. Phụ nữ tuổi canh thân năng động và đầy lôi cuốn. Sự xuất hiện của họ luôn làm cho đám đông trở nên sôi nổi, hào hứng hơn nhờ vào sự khéo léo của mình. Những cô nàng này được rất nhiều người yêu quý. Đó là lý do tại sao xung quanh cô nàng tuổi canh thân có rất nhiều anh chàng theo đuổi. Phụ nữ tuổi canh thân không chỉ là người nội trợ đảm đang mà còn là cánh tay phải đắc lực, giúp đỡ công việc làm ăn của gia đình. Họ không bao giờ chịu sống một cuộc đời tầm thường. Ý chí tiến thủ luôn thúc đẩy tuổi canh thân không ngừng phát triển để đạt được thành công địa vị trong cuộc sống. Dù là thân phận nữ nhi, chân yếu tay mềm, nhưng những cô nàng tuổi canh thân sống độc lập, suy nghĩ thực tế, họ không dựa dẫm vào bất kỳ ai, tự thân, tự lực để xây dựng sự nghiệp vững chắc cho mình. Những người này khéo léo trong công việc, thuyết phục người khác, vì vậy họ có thể trở thành những nhân viên tiếp thị, chăm sóc khách hàng, MC dẫn chương trình. Cô nàng tuổi canh thân không chỉ thông minh, nhanh nhẹn mà còn rất xinh đẹp. Họ biết cách làm cho mình nổi bật giữa đám đông bằng ngoại hình ưa nhìn, quyến rũ và rất tự nhiên. Mọi người sẽ luôn phải trầm trồ ngước nhìn phong cách thời trang độc đáo, lạ mắt của cô nàng tuổi canh thân. Phụ nữ tuổi canh thân trong suốt cuộc đời tuy đôi lúc có gặp phải một chút khó khăn nhỏ, nhưng nhìn chung là điều tốt đẹp khi còn nhỏ. Đây là những người khá may mắn vì cuộc sống lẫn tình cảm, được gia đình và cha mẹ thương yêu, trưởng thành. Họ gặp một chút khó khăn trong vấn đề công việc, nhưng do vận mạng tốt nên luôn có người giúp đỡ. Về già, nữ tuổi canh thân gia đạo êm đẹp, cuộc sống sung túc đầy đủ. Sự nghiệp của nữ tuổi canh thân bắt đầu có bước phát triển và đi lên là sau thời điểm họ kết hôn, lập gia đình. Nhìn chung, con đường công danh của những người này trong suốt cuộc đời có nhiều biến động, nhưng kết quả cuối cùng lại khá mỹ mãn. 2. Xét tổng quan tử vi nữ mạng, tuổi canh thân trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nữ mạng, tuổi canh thân, theo can chi ngũ hành, xét về thiên can, canh ngập sát bị khắc chế. Điều kiện ngoài cảnh tác động bất lợi phải nỗ lực hơn nhiều mới đạt được thành quả xứng đáng. Xét về địa chi, thân gặp thìn lâm cục diện tam hợp, trong năm mưu sự gặp quý nhân nâng đỡ, hứa hẹn thành công rực rỡ, kinh doanh buôn bán được lộc, có thể hợp tác làm ăn, mở mang thêm để gia tăng tài sản từ nhiều nguồn thu khác nhau. Xét về ngũ hành ngũ, hành tương sinh thúc đẩy các khí, giúp nữ mạng canh thân vừa ổn định về tâm lý, lại vững vàng hơn về ý chí hạ quyết tâm khởi nghiệp sẽ mang đến nhiều lợi ích khác, chứ không chỉ là tiền bạc. V.
với nước mạng đang cầu con, ắt sợ cầu như nguyện trong năm. Tiểu kết, tử vi năm 2024, nhận định, nữ mạng canh thân có vận chính khá bình ổn trong năm, các phương diện tiến triển thuận lợi với bản mệnh. Kế hoạch diễn ra trong tầm kiểm soát, đón những bước phát triển rõ ràng hơn, trong năm có thể mạnh dạn thực hiện dự định ấp ủ sẽ có quý nhân giúp đỡ. Nếu biết nắm bắt thời cơ thuộc về mình, tài lộc của bạn sẽ đẩy lên nhanh chóng. Thứ hai, xem tử vi canh thân. Sinh năm 1980 nữ mạng, theo sao hạn, năm 2024, tuổi canh thân nữ mạng, gặp sao thủy diệu chiếu mệnh. Sao thủy diệu, còn được gọi là sao phúc lộc, là một trong những sao thuộc nhóm cửu diệu tinh. Một loạt sao chiếu mệnh mà mỗi người trong đời đều phải trải qua. Sao thủy diệu có tính chất là sao vừa hung vừa cát. Tuy nhiên, cát nhiều hơn hung. Vì vậy, nó là sao chủ về tài lộc, hỷ, hay còn được gọi là phúc lộc tinh. Người có sao chiếu mệnh này thường có cơ hội thăng tiến trong công danh và sự nghiệp, cũng giữ sự dư giả về tiền bạc. Tuy nhiên, sao thủy diệu cũng có một số khía cạnh không lợi, đặc biệt đối với nữ giới. Nó có thể mang đến những rủi ro liên quan đến sông suối và ao hồ. Do đó, cần đặc biệt cẩn trọng khi tiếp cận môi trường nước. Xét về ngũ hành, sao thủy diệu thuộc ngũ hành thủy. Điều này khiến những người có mệnh mộc và kim khi gặp sao thủy diệu chiếu mệnh sẽ có nhiều may mắn và suôn sẻ trong công việc. Tuy nhiên, nếu gia chủ là người mệnh hỏa, sao này có thể không mang lại lợi ích tốt nhất. Do đó, cần phải hóa giải để có một năm bình an. Tóm lại, sao thủy diệu là một sao với tính chất phức tạp, mang đến may mắn và cơ hội, nhưng cũng đòi hỏi sự cẩn trọng và hóa giải khi gặp phải những khó khăn. Đó là sao tốt hợp cho người mệnh mộc và kim. Người tuổi cách thân mệnh thổ không có ảnh hưởng gì, ngược lại còn được may mắn về tài lộc, đi làm ăn xa dễ thành công rực rỡ. Tuy nhiên, trong làm ăn, buôn bán, cần giao dịch rõ ràng, giữ lời nói cẩn thận để tránh tranh cãi và lời đồn thị phi. Sao thủy diệu tốt, nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao thủy diệu như sau. Thủy diệu thuộc về thủy tinh, trong năm nhị nhục nhớ kiềm hiểm nguy, đạo tặc phản phúc có khi, huyền vũ chiếu mệnh lâm vào tà gian, nam nữ vận mệnh bất an, tháng 4 tháng 8 bị lụy trần ai, văn thơ khẩu thiệt có hoài, hành lo bày kế đa mưu với người, tàng khốc chẳng khỏi sầu ưu, mất đồ hao của lao đao giữ gìn, gặp người quay lại chớ tin, bạc tiền mượn hỏi chớ lầm mà nguy. Năm 2024, tuổi canh thân nữ mạng được sao thủy tinh chiếu mệnh thì sẽ tìm được hướng đi mới trong con đường công danh, sự nghiệp giúp mệnh chủ thăng tiến được trọng dụng, mọi người yêu mến. Những người có ý định khởi nghiệp sẽ gặp được nhiều thuận lợi trong thời điểm này. Mệnh chủ sẽ có nhiều cơ hội mới để tăng thêm nguồn thu nhập, có thể được tăng lương hoặc tìm được một công việc tay trái để sinh ra thêm tiền. Nếu đầu tư hoặc làm ăn ra thì sẽ kiếm được nhiều tiền và thành công hơn. Nếu được chiếu mệnh thì sẽ gặp được nhiều niềm vui, hạnh phúc, tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp. Nếu như còn độc thân, trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng sẽ được vui vẻ gia đạo bình an, hạnh phúc. Tuy nhiên, trong năm đương số được sao thủy diệu chiếu mệnh là tốt nhưng vẫn sẽ dễ gặp một số thị phi, rắc rối nhỏ khó tránh khỏi như khổ thiệt thị phi, mất đồ hao của, hạn sông nước. Do vậy, song song với tài vận người được thủy tinh chiếu mệnh nên chú ý hành thiện tích đức. Có như vậy công đức mới bền, bù lại các năm sau hạn tránh được tai ương. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng, tuổi cách thân. Theo niên hạn là toán tận. Hạn toán tận là một trong 8 niên hạn chiếu mệnh hàng năm, lặp lại trong cuộc đời mỗi con người theo một chu kỳ nhất định, ứng với các nhóm tuổi nhất định. Trong 8 niên hạn, thì toán tận là đại hạn chủ về tiền bạc, tài sản. Hạn này thường đến bất thình lình và ảnh hưởng nặng đối với nam. Viết về tính chất của hạn toán tận, trong dân gian vẫn lưu truyền 4 câu thơ lục bát sau. Toán tận hạn đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Toán tận họa gửi tay bay, văn thơ khẩu thiệt tổn tài ốm đau. Như vậy, toán tận rất kỵ đối với nam giới. Những tai nạn xảy ra thường là tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó đề phòng ứng phó.
nếu những người phúc đức kém, vận khí xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sự bất thình lình ở đây có thể là bị mất tiền của, dễ xảy ra tình trạng bị cướp giật tài sản. Khi đang di chuyển trên đường, nhẹ thì chỉ mới mất tiền của, nặng thì có thể gây ra tai nạn, ảnh hưởng đến tính mạng, hay hồn hạp làm ăn dễ bị thốt lỗ nặng, khiến công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nặng có thể mất trắng, lâm vào cảnh tàn sát bại sản, dễ xảy ra những tai nạn bất ngờ, đặc biệt là đối với nam giới. Đó có thể là tai nạn giao thông, tai nạn lao động hoặc bị tai biến đột quỵ. Năm 2024, nữ mệnh tuổi Canh Thân gặp hạn này sẽ nhẹ hơn nhưng cũng cần lưu tâm để ý đến sức khỏe nhiều hơn. Tiểu kết, kết tinh thủy diệu xuất hiện mở ra nhiều cơ hội phát triển cho con giáp này. Các mối nhân duyên tốt đẹp mang tới cho bạn những mối làm ăn thuận lợi, thu nhập tăng tiến. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, kẻo vướng họa khẩu thiệt thị phi. Trong năm còn cần chú ý hơn tới sức khỏe, đi lại cẩn thận, kẻo vấp ngã tai nạn xe cộ. Thứ tư, vận niên năm 2024 của tuổi Canh Thân nữ mạng sang năm Giáp Thìn, tuổi Canh Thân nữ mệnh gặp vận niên xà hãm tinh, tức là rắn bị nhốt dưới giếng. Biểu tượng này mang ý nghĩa bất lợi cho công việc, hành sự gặp trục trặc, thậm chí có thể phải bỏ cuộc giữa chừng đầy tiếc nuối. Tuy nhiên, phương diện tình cảm khá tốt đẹp, tình cảm vợ chồng lứa đôi được cải thiện đáng kể, ít khi xảy ra mâu thuẫn. Chính vì lẽ đó, hãy kiểm soát tốt những áp lực về công việc và chuyện tiền bạc để gia đình luôn được yên ấm. Thứ năm, xem vận hạn năm 2024, tuổi Canh Thân nữ mạng, theo tuổi mờ, tam tai 2024, tuổi Canh Thân phạm tam tai năm thứ ba. Nhưng đây là năm của sự hồi phục, công việc có mở mang thêm, ít gặp bất lợi khách quan. Kim Lâu 2024, tuổi Canh Thân không phạm Kim Lâu, có thể tiến hành đại sự trong năm như xây dựng nhà cửa, đứng ra lo liệu chuyện cưới hỏi cho người trong gia đình. Hoang Ốc 2024, tuổi Canh Thân phạm Hoang Ốc, không tốt khi tiến hành làm nhà, nếu vẫn muốn làm, có thể làm thủ tục mượn tuổi. Tiểu kết, vận trình trong năm tương đối bình ổn, có khởi sắc hơn năm cũ. Tuy nhiên, tuổi Canh Thân nữ mạng, năm 2024 phạm Hoang Ốc, không thích hợp để đứng ra lo liệu việc xây sửa nhà cửa, nếu vẫn muốn tiến hành có thể làm thủ tục mượn tuổi để hóa giải xui xẻo. 3. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Canh Thân nữ mạng, năm Giáp Thìn 2024 này, nữ mệnh tuổi Canh Thân là 45 tuổi âm lịch, được xét đoán trên nhiều yếu tố về ngũ hành bản mệnh, thiên can địa chi, sao chiếu mệnh, vận niên cho thấy đây là một năm tương đối tốt đẹp, hài hòa. Trong công việc, được quý nhân tam hợp tương trợ, sự nghiệp có nhiều tiến triển khả quan, tài lộc no đủ, gia đạo cũng được sung túc, hứa hẹn có nhiều niềm vui đến với Canh Thân. Cụ thể về sự nghiệp, vừa được cục diện tam hợp nâng đỡ, lại thêm nhiều kết tinh trợ mệnh, Canh Thân cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành, chứ không còn cảm giác quá trục trặc, khó khăn, cản trở như trước. Với tính cách dịu dàng, khéo léo và thân thiện của mình, con giáp này dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp. Thậm chí dù là người đã vững chân trong xã hội hay vừa thay đổi công việc cũng sẽ nhanh chóng nắm bắt được cơ hội. Thể hiện tài năng không chỉ đem lại nhiều lợi ích cho tập thể, mà còn giúp bản mệnh thăng tiến nhanh chóng. Năm 2024 cũng thích hợp cho những ai có ý định đầu tư kinh doanh hoặc khởi nghiệp. Người làm lãnh đạo, quản lý cũng nhận được sự tin tưởng của cấp dưới. Bạn có thể được đưa ra những quyết sách đúng đắn giúp tập thể cùng phát triển. Hãy luôn học hỏi thêm các kiến thức mới cũng như tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân viên. Bởi điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình gắn kết tập thể, tạo dựng hình ảnh của bản thân với người làm ăn, kinh doanh tự thân. Mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi. Dưới tác động của thương quan, đường số được quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hồn hạp làm ăn mới. Tuy nhiên, có một vài thời điểm trong năm chịu ảnh hưởng của quan phủ, bản mệnh dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Bạn vốn là người có tài sản, song đừng vì thành công bước đầu mà trở nên kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người xung quanh.
Về tài lộc 2024, được chính tài cát thần tương trợ lại có tam hợp thái tuế và thực thần chiếu mệnh, vận trình tài lộc của canh thân tươi sáng và hanh thông. Trong năm 2024 này, nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, buôn bán, tăng nguồn thu phụ. Đặc biệt, dù làm trong lĩnh vực nào, bạn biết tận dụng điểm mạnh của mình để cạnh tranh với đối thủ. Nhờ vậy mà dù không phải bỏ quá nhiều công sức, cũng vẫn giành được lợi thế kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh buôn bán cũng có thể nhìn ra một hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song bản mệnh lập tức rút kinh nghiệm và thay đổi các phương án thích hợp. Nhờ vậy mà cuối cùng thì mọi việc đều suôn sẻ, và một khi công việc đã đi vào guồng thì sẽ tiến triển rất nhanh. Bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng cuối năm. Thậm chí bạn còn có cơ hội được cân nhắc lên vị trí cao hơn, với mức lương xứng đáng hơn, với năng lực của mình. Bạn có thể coi đây là động lực để tiếp tục cống hiến trong tương lai. Nếu có ý định cải thiện cuộc sống và công việc cho phép, bạn có thể sắp xếp thời gian dành cho các nghề tay trái. Tin rằng, với tính cách cởi mở, chân thành, bạn sẽ làm vừa lòng được khách hàng, khiến các nguồn thu phụ chảy vào túi đều đặn. Tử vi năm Giáp Thìn 2024, dự đoán tuổi Canh Thân nữ mạng, nhận được nhiều tin vui trên phương diện tình cảm, gia đạo hài hòa, vợ chồng duy trì mối quan hệ cân bằng và hài hòa, cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau, nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể. Người làm cha, làm mẹ cũng giữ được quan hệ hòa hợp với con cái. Dưới sự cổ vũ của bản mệnh, con cái có thể gặt hái được những thành tích cao, khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Đáng tiếc là tình hình sức khỏe của người tuổi cách thân nữ mạng lại không quá lạc quan trong năm nay, đa phần do chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ và hạn tam kheo. Vì thế dù ở lứa tuổi nào, bản mệnh cũng cần hết sức giữ gìn, nếu không dễ vướng phải những hậu quả đáng tiếc. Dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng cần nghỉ ngơi đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu. Bởi như vậy, dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc dạ dày khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc. Bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn đến tai nạn, gây tổn hại cho sức khỏe. Tốt nhất, hãy sắp xếp thời gian biểu hợp lý, để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian dành, bản mệnh cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục, thể thao phù hợp với thể trạng của mình. 4. Hóa giải vận hạn theo phong thủy. Năm 2024, dành cho nữ mạng canh thân, sinh năm 1980, hóa giải sao thủy diệu theo phong thủy năm 2024. Đổ phong thủy, thủy diệu là sao tốt, nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào những ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước, dùng màu sắc phong thủy. Đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để vượng cắt khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao thủy diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta, để không phải vướng rắc rối không đáng. Giải hạn toán tận năm 2024, toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra, để đảm bảo không gặp tai bay, vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra. Bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết,
tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường, không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp góp vốn với ai. Ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở, làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn, không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức, nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Canh Thân nữ mệnh. Trong năm 2024 này, người nhân hậu luôn biểu hiện tấm lòng thơm thảo của họ ở mọi lúc, mọi nơi. Họ bao dung độ lượng và mong muốn giúp đỡ người khác. Những việc họ làm khiến thế giới mỗi ngày như trở nên tươi đẹp hơn. Những người lương thiện luôn mang bên mình nguồn năng lượng tích cực. Khi thấy người gặp nạn, họ sẽ không ngại đứng lên giúp đỡ. Người ta cứ bảo, làm điều tốt cho người khác thì trước tiên mình cũng phải có điều kiện thì mới làm được. Nhưng đó là quan niệm sai lầm, bởi cứ làm cho tốt những gì trong phạm vi mình làm thì bạn đã là người tử tế. Người tử tế thì chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho những người xung quanh mình mà không cần phải cố gắng đi tìm việc tốt để làm. Trên đời, việc bạn luôn đúng không quan trọng bằng việc bạn luôn tử tế. Có thể thấy, chúng ta bị mắc kẹt với mong muốn được công nhận là đúng và mong đợi mọi thứ sẽ hoàn hảo. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi theo thời gian, việc tìm ra rằng chúng ta đúng hay sai là những gì thực sự gây tổn thương. Tuy vậy, mong muốn được công nhận là đúng đắn không phải luôn bắt nguồn từ nhận thức chân chính, đặc biệt là khi cái giá phải trả đi kèm với sự thiếu tử tế, thiếu kiên nhẫn hay vô cảm. Người tử tế họ không lừa ai, nên họ cũng không bị ai lừa. Nếu thứ bị mất là của mình, thì trời sẽ mang nó về cho họ. Họ tin vào thiện ác, hữu báo và chỉ để tâm đến việc thiện. Những gì phải chịu đựng ngày hôm nay, họ sẽ được bù đắp trong tương lai. Người xưa thường nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, sang hèn thọ yểu, vốn đã được an bài theo thiên mệnh. Trên đầu ba thước có thần linh, những việc làm của con người, thần đều ghi chép lại, đạo trời có nhân có quả. Thấu hiểu được đạo lý này thì con người ắt sẽ sống trong hoan lạc, yên vui, sống thiện lương. Khi thấm nhuần những điều đẹp nhất của sinh mệnh, dùng tâm cảm nhận, chúng ta sẽ lĩnh hội được các loại thiện lương khác nhau, làm ấm cho người, nhưng cũng làm thơm cho mình. Người thiện lương luôn sống đúng mực, tôn trọng đạo nghĩa, tin luật nhân quả và thiện ác hữu báo. Không ai có thể thoát khỏi vòng quay thiên ý. Khi người khác gặp khó khăn hoạn nạn, khoan dung với người cũng là dành cho mình một lối thoát. Nếu bạn muốn trở nên thú vị, hãy biết sống lạc quan. Nếu bạn muốn được hài lòng, hãy làm người khác hài lòng. Nếu bạn muốn được giúp đỡ, hãy luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Đừng bao giờ khiến người khác không có đường lui. Đời người, danh vọng của cải đó thay đổi, nhưng lòng tốt thì không bao giờ mất. Thiện lương giống như xương sống của mỗi người và là cội nguồn của vận may. Làm điều tốt, chúng ta luôn sống ngẩng cao đầu mà không phải hổ thẹn với trời đất. Phúc khí sẽ tự nhiên đến, cuộc sống an nhàn, không có nhiều vướng bận, lo âu, khiêm nhường là việc nên làm. Hãy giữ khuôn mặt bạn luôn hướng về ánh mặt trời và bóng tối sẽ ngả phía sau. Sống ở đời cũng không phải nhọc sức tranh giành hơn thua với người khác, bởi vì nhường nhịn không phải là yếu hèn. Thiện lương không phải là dại dột, trong tình nghĩa, không phải vì quá câu lệ mà là vì muốn có những khoảnh khắc tuyệt đẹp bên những người bạn của mình. Không nỡ từ bỏ duyên phận và tình bạn bè tốt đẹp này, không nên che giấu tình cảm trong trái tim mình. Trong Thượng Thư, Chu Thành Vương khuyên Bảo Quân rằng, tất hữu nhẫn, kỳ nãi hữu tệ, hữu dung đức nãi giải, tạm dịch, nhất định phải nhẫn nhịn mới có thể thành công, có thể khoan dung với người thì đạo đức tu dưỡng mới nâng cao lên. Nhẫn là một loại cảnh giới đạt được khi chúng ta không ngừng buông bỏ. Cái nhẫn của Phật giáo, cái nhẫn của đạo gia, vì chân lý mà có thể buông xả hết thảy mọi thứ trên thế gian, thậm chí xả thân vị đạo. Tâm đại nhẫn tựa như kim cương bất động vững như thạch bàn. Tu dưỡng là chỉ phẩm chất đạo đức khí chất và sự lĩnh ngộ đối với sinh mệnh của một người. Nó là một loại trình độ,
đòi hỏi con người phải trải qua một thời gian rèn luyện và bồi dưỡng lâu dài mới đạt được. Một người có tư dưỡng hay không phải căn cứ vào địa vị, tiền bạc và dung mạo mà đánh giá được. Chúng ta thường nghe câu thượng thiện nhược thủy. Y nói thiện cao nhất là nước. Một người muốn giữ được bản thân giống như đặc tính cao đẹp của nước thì trước hết phải chân thật. Bản tính chân thật là kho báu trời sinh của mỗi người. Một người có bản tính chân thật, tấm lòng chân thành thì khi đối xử với người nhà sẽ đạt đến mức chí thân, chí hiếu, chí tình, chí thâm, thân nhất, hiếu thảo nhất, yêu thương nhất và sâu sắc nhất. Còn khi đối với bạn bè, họ sẽ không có tâm tính, tính toán mà luôn trong sáng, vô tư và hết lòng đối với người khác, họ sẽ có thể khoan dung rộng lượng không so đo thiệt hơn. Nếu bạn muốn thành công trong thiên hạ, bạn phải chăm chỉ tu dưỡng lòng tốt, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phước đức. Tất cả phúc phận của con người là do quá trình tu dưỡng mà thành. Người tử tế sẽ có phúc khí, trời xanh khắc có an bài tốt nhất. Trong thế giới này, cán cân công lý của vũ trụ công bằng, thiện ác đều có phân ranh giới tuyến và cái ác chưa bao giờ thắng cái thiện. Tất cả những người làm việc thiện cuối cùng sẽ có phúc báo, bởi vì vạn vật trong vũ trụ tồn tại đều có nhân, có quả. Vậy nên hãy luôn là một người sống tử tế và bao dung hơn trong cuộc sống. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Thời gian tới, canh thân 1980, nữ mạng. Do ở hiền gặp lành, trời Phật thương tình mà ban lộc lớn, đổi đời giàu sang phú quý năm 2024, từ đội ngũ biên tập chương trình. Trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Thưa quý vị, tiếp theo phần cuối chương trình là lời Phật dạy, không làm các điều ác. Tử Vi xin mời quý vị hãy nán lại ít phút cùng lắng nghe. Nên làm các việc lành, tự thanh tịnh tâm, không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch. Chín lời chư Phật dạy, kinh Pháp Cú, phẩm Phật Đà. Câu 183, chúng ta học Phật nên bỏ đi thói quen cũ này. Tọa thiền, niệm Phật chỉ là hình tướng bên ngoài của học Phật. Nếu như cuộc sống hàng ngày không tích lũy phước đức thì lúc tọa thiền, những thói quen cũ lại khởi lên. Bởi thế, chúng ta nên từ trên căn bản mà sửa đổi ngay những thói quen cũ này. Từ căn bản là thế nào? Tức là sửa đổi ngay ở 6 căn của chúng ta: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. 6 căn là tất cả căn bản trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Vì thế trong cuộc sống hàng ngày chúng ta từ 6 căn, không làm các việc ác, mà làm các việc thiện, chúng ta làm cho lục căn thanh tịnh, tịnh hóa những cấu nhiễm trong cuộc sống. Chỉ cần hàng ngày chúng ta làm cho tâm thanh tịnh, thì chúng ta sẽ an nhiên thảnh thơi, thoát khỏi những lo lắng, muộn phiền tiếc nuối, thì đó chính là thiền, là định. Bởi vậy, chúng ta học Phật tu hành nên bỏ đi những thói quen cũ này, ngay trong cuộc sống thường nhật, không làm các việc ác, mà làm các việc thiện, đó là chứng minh chúng ta tu hành. Thành tựu đó là con đường tránh để học Phật, không làm ác mà làm lành, là một việc hết sức bình thường, không giống như tứ thiền bát định, thiền chỉ thiền quán. Cho nên chúng ta xem thường nó, như vậy thì chúng ta học Phật cũng như đi xem kịch mà không vì việc liễu sanh thoát tử. Nếu là như vậy thì tín và nguyện của chúng ta là bất chánh, mà bất chánh thì rơi vào tà đạo. Một người tín nguyện chân chánh xem thường việc không làm điều ác, thường làm việc lành thì đã đi con đường cong kẹo, rất dễ gặp phải những chướng ngại khác. Điều này thấy rất đơn giản nhưng lại rất xấu xa. Phật dạy rằng, tất cả những việc làm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đều là biểu hiện ra bên ngoài của nội tâm, động niệm mà khởi, hành vi bên ngoài và tâm niệm bên trong. Không có sai biệt, khi chúng ta tọa thiền đạt được cảnh giới nào, tầng thiền nào đều tương ứng với phương đức tu hành. Trong cuộc sống thường nhật của chúng ta,
nếu một người tích lũy phước đức cao, thì khi tọa thiền sẽ để đạt được cảnh giới cao. Và ngược lại, một người bình thường không tạo phước đức nghiệp chướng sâu dày thì dù có ngồi thiền một đời cũng không đạt được gì cả. Bình thường chúng ta nói, tu hành, liền nghĩ đến ngồi thiền hay những gì cao xa lắm. Thì thật, tu hành là tích lũy phước đức, tu 37 phẩm trợ đạo lục độ vạn hạnh, nhưng không chỉ hoàn toàn tìm cầu phước báo bên ngoài, mà là tự tịnh kỳ ý, làm cho tâm ý mình thanh tịnh, trong sạch. Rất nhiều người nghĩ rằng tự tịnh kỳ ý là công phu của tọa thiền niệm Phật, từ cái nhân quả cảm thấy không đúng lắm. Tự tịnh kỳ ý là công phu của chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành mà được vậy. Tu hành thì chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành là việc chính hành. Còn tọa thiền niệm Phật là trở hành. Tư Vi cảm thấy rất nhiều người đánh giá thấp thâm ý của chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Trong bài kệ này, hai câu này không chỉ là tư tưởng căn bản của lục tổ đàn kinh, làm việc chánh, tức là đạo, cũng tương ứng với câu dĩ giới vi sư, tức là làm việc ác, là phạm giới. Việc thiện mà không làm cũng phạm giới. Có người định nghĩa, tam vô lậu học như sau, giới là chỉ giới, thiền là tọa thiền, như vậy cũng sai rồi. Hàm ý chân chánh của tam vô lậu học là nhân giới danh định, nhân định phát tuệ. Cũng có thể nói công phu của việc chỉ giới là công phu của chư ác bạc tác, chúng thiện phục hành. Khi giới đã thuần phục thì tự nhiên phát định. Định ở đây không phải là tọa thiền nhập định, định. Không chỉ có ở Phật giáo mà các ngoại đạo cũng có. Tọa thiền nhập định chỉ là một loại trợ hành mà thôi. Chư ác mạc tác chúng thiện phục hành, tự tịnh kỳ ý. Thị chư Phật giáo, quả thật là một huấn thị tuyệt vời. Hàm chứa dụng đại từ, đại bi của giáo chủ Thích Ca. Ngài đã vì người hậu thế học Phật chúng ta mà thiết lập con đường sắc chánh đạo rất dễ hành. Mọi người đều có thể hành, là một ngày đạt được một ngày. Một người làm được việc tốt không khó. Khó là cả đời làm việc tốt, không làm việc xấu. Đạt được những vấn đề này quả thật không dễ. Như vậy mới chính là công phu tu tập. Cho nên chư ác mạc tác, chúng thiện phục hành cũng dễ làm nhưng cũng không dễ. Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành là phương thức để đến tự tịnh kỳ ý. Đó cũng là phát ngôn của lý không của việc thể chứng vô ngã. Thông thường, chúng ta từ trên giáo lý mà nắm bắt lý không vô ngã. Trên thực tế như vậy, cũng không hiểu thấu đáo, chỉ có thể thực hành, sau cùng mới có thể chân thật thể chứng lý không của vô ngã. Nếu muốn tọa thiền quán tưởng để cầu siêu giải được không, mà cuộc sống hàng ngày không có bảo chứng công phu của hành vi, thì không thể ngộ được lý không. Bởi vì chúng ta ngồi đó mà cứ không a không a thì đó là từ ngã cầu không, làm cho trong ý thức ở cảnh giới nghĩ rằng có một chút gì đó là không, nhưng mà ngã vẫn còn nguyên đó. Cầu không như vậy, chỉ là tự lừa dối mình thôi, làm không được lý không của vô ngã thì đều giả không. Nếu một người trong cuộc sống hàng ngày thường nghĩ đến người khác mà quên đi chính mình thì người đó đã trải qua thể chứng không của vô ngã. Ở đây Tử Vi lại nghĩ đến lục tổ đàn kinh. Người sau này đọc lục tổ đàn kinh rất ít chú ý đến phát ngôn tốn ngộ của kinh. Phát ngôn tốn ngộ của lục tổ được xây dựng trên cơ sở của câu làm việc chánh, tức là đạo. Không có công phu bình thường, làm việc chánh, tức là đạo này thì cũng giống như xây lầu cát trên không mà thôi. Trong lục tổ kinh, vị bậc thượng căn, thượng trí mà khai lập pháp môn thủ thắng đốn ngộ, đồng thời cũng nhấn mạnh công phu thông thường của làm việc chánh, tức là đạo giống như tâm bình thì việc gì phải chỉ giới hành đúng thì việc gì phải tu thiền. Nói đến cùng, pháp môn đốn ngộ cũng là công phu, thường ngày là công phu thường ngày của bậc thượng căn. Và nói đến bậc thượng căn, tức là không phải chỉ cho những người thông minh, mà là chỉ cho những bậc có thiện nghiệp. Sâu dày tâm bình hành trực chỉ có những người có thiện nghiệp sâu dày. Tâm bình hành trực, tích lũy công phu đến một trình độ nhất định, cơ duyên thuần thục, giống như quả chín thì rụng, khai ngộ thôi. Cho nên phương châm làm việc chánh là đạo, cùng với pháp môn đốn ngộ trên phương diện công phu là giống nhau. Người trước là xem trọng phần nhân mà nói, người sau vì xem trọng phần quả mà nói. Cho nên lục tổ nói, Phật pháp ở tại thế gian, không xa lìa thế gian mà giác ngộ. Nếu tách khỏi thế gian mà tìm cầu bồ đề thì cũng như đi tìm lông rùa sừng thỏ. Chúng ta đọc đàn kinh dù thế nào cũng nên say mê cách miêu tả ngoại tướng của phát ngôn đốn ngộ như
trong một sát là vọng niệm tiêu diệt. Nếu nhận thức được tự tánh một khi ngộ thì thành Phật. Lục Tổ khai lập phương tiện như vậy không sai, nhưng người học Phật chúng ta nghĩ như vậy, tức sai, là vọng tưởng chúng ta nên đi theo chữ ác mà tác, chúng thiện phục hành mà cố gắng thực hành. Điều mà Tử Vi cảm thấy buồn nhất là từ sau đời Đường Thiền Tông phát triển, ngồi thiền giống như phong trào, mọi người cứ nhìn chằm chằm vào phát ngôn đốn ngộ, đều muốn lập tức thành Phật mà vấn đề chữ ác mạc tác, chúng thiện phục hành rất ít được người nghĩ đến, thậm chí còn xa vào sự tranh cãi giữa hai phát môn, đốn và tiệm. Đây là điều đáng lo của Phật giáo. Vứt bỏ cơ bản của Phật giáo mà đi tìm kiếm những cành lá vụn vặt là điều không nên. Trong tất cả kinh điển Tam Tạng, 12 bộ đều là những điều cơ bản và căn bản phân tích rõ thế nào là hành đúng chánh đạo. 37 phẩm trợ đạo lục độ, tứ nhiếp pháp đều là giáo pháp quan trọng của Phật giáo. Đó cũng là sức sống hiện tại của Phật giáo. Lục Tổ Kinh, vị bậc thượng căn lập nên pháp môn đốn ngộ, đồng thời cũng chứa đựng pháp môn niệm tu, pháp tức không đốn ngộ, chỉ có nhanh hay chậm mà thôi. Chánh pháp vốn không có đốn tiệm, chỉ có con người có lợi, căn độn căn mà thôi. Tự thức bổn tâm, tự kiến bốn tánh, tức không có gì sai biệt. Cho nên lập đốn tiệm chỉ là giả danh. Nếu chúng ta đọc kỹ thư tịch lịch sử và đăng lục, sẽ dễ dàng phát hiện chư vị cao tăng đại đức thời xưa đều xem trọng chánh hạnh trong cuộc sống hàng ngày như Mã Tổ Đạo Nhất nói bình thường tâm thị đạo. Đó là yêu cầu chúng ta tu hành trong cuộc sống hàng ngày, trong thời cận đại và đương đại, như Đại sư Hư Vân và Chư Tôn Đức hiện tại cũng hết lòng khuyên bảo đệ tử rằng học Phật nên từ chánh hạnh mà bắt đầu, đó là cơ bản của Phật giáo. Trước đây thường có người đến hỏi Tử Vi thiền là gì, Tử Vi trả lời họ, không suy nghĩ lung tung, không suy nghĩ vớ vẩn, đó là thiền. Chúng ta hàng ngày thường hành chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành là vì mục đích thâm áo của quán không để chứng ngộ vô ngã, chứ không vì tìm cầu phước báo. Nếu vì mục đích cầu phước thì rơi vào chấp tướng, không thể thoát ly sanh tử, vượt qua luân hồi, lục đạo. Điều này làm chúng ta nghĩ đến những người gương mẫu của xã hội. Họ đều là những người tốt, vì xã hội cống hiến nên được chọn làm gương mẫu, nhưng sau đó cảm thấy bị áp lực rất nhiều và mệt mỏi, bởi vì họ chấp giữ tướng nội tâm bị chằng chịt trong danh dự. Gương mẫu, người học Phật nên ngay trong cuộc sống thường nhật mà bỏ ác làm lành, thực hành theo chánh đạo, không chấp xử tướng, làm theo sự lý, tự tại vô ngại và cuối cùng sẽ chứng Phật quả. Và sự thật thì chúng ta đều khẳng định rằng nếu chúng ta làm việc tốt thì được mọi người khen ngợi và tự mình trong lòng cảm thấy vui, ăn ngon ngủ được. Nhưng nếu hôm nào làm một việc gì xấu thì bị mọi người khinh thường. Tuy họ không nói ra nhưng lòng ta cũng cảm thấy áy náy, ăn không ngon, ngủ không yên. Vì thế, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không nên xem thường việc làm trong cuộc sống hàng ngày, thật đáng sợ. Một hành vi bé tí, một ý niệm nhỏ nhỏ đều ảnh hưởng đến nội tâm của chúng ta. Đó là lý do hôm nay chúng ta làm mới hai câu kệ: chư ác mạc tác, chúng thiện phục hành. Quý vị cô bác anh chị thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước.